Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi. Hôm nay á mọi người là mình không có quay game, thì hôm nay mình sẽ review của sát thủ mặt trời nha mọi người. Ok. Mình sẽ review những video TikTok của ổng. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thì bây giờ đó là thứ nhất đó là chào chào anh em nha. Giờ đây. Hello. Hola. Hello. Nhìn nhìn mắt của ổng à. Ôi, thấy mắt ghét rồi. Ok, không sao mọi người, mình sẽ delete ổng, ổng không theo nhịp mọi người ơi, ổng không có theo nhịp, ổng quay cái tóc này siêu dở mọi người, ổng không có theo nhịp nhạc, thứ nhất là ổng không có theo nhịp nhạc, thứ hai là ổng ghép hình cũng khá là tệ, ổng không có theo nhịp nhạc, đẹp lai nữa luôn, sợ gì nữa. Mình nói là ổng quay TikTok rất là dở, ổng không có theo nhịp. Thứ nhất là ổng không có theo nhịp, thứ hai là ổng ghép khá là tệ. Ok. Delete ổng luôn nè, đó. Ok, delete ổng luôn. Cái cháu có thấy bằng ngầu không? Câu thử. Rồi. Deadline nữa không chứ sợ cái quờ gì. Deadline nữa mà nè, deadline mày nữa nè. Đó. Rồi nếu mà nó qua nó hỏi channel mình tại sao mình lại deadline nó thì mình sẽ nói hẳn luôn là mình là nó quay TikTok khá là tệ. Thứ nhất là nó làm ghiếc khá là này, các bạn thấy không? Có 8.000 ký. Làm clip cũng khá là tệ nó. Nó làm clip cũng khá là tệ. Đây đây. Đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi TikTok. Gia Bảo nè, đây. Đây mọi người. Cái kênh TikTok của nó là kênh là Gia Bảo mọi người. Tháng qua mọi người dislike nó chơi mình. Dislike sao mà lo nó cho coi. Ok. Cảm ơn mọi người. Nếu mà mọi người dislike thành công thì mình sẽ ủng hộ channel của mọi người. Ok. Câu thử coi. Vậy cái cháu thấy bằng ngầu không? Đéo ngầu. Cái cháu thấy bằng ngầu không? Cháu không thấy bằng ngầu. Ok. Cháu không thấy bằng ngầu. Ok. Là cái video khùng điên đi thôi nữa. Mà nó là nó quay cái tóc khá là dở mà nó lại hít úp clip cái tóc bây giờ chứ. Thay vì nó quay game mình nóng nóng mà nó quay cái tóc thì siêu tệ. Đây. Cái chậu có thấy bằng ngầu không? Không, tôi. À, xin lỗi mọi người nè, hồi nãy mình vừa mới bấm lộn cho nên mình sẽ quay lại mình coi lại. Cháu nấu rồi, cháu không thấy bà ngầu. Ok. À, cháu không thấy bà ngầu. Đó, nó quay mấy cái tốt khùng điên điên không mọi người. Gì đây? Còn người không? Trời ơi, nó vẽ xấu chứ kìa. Nó vẽ xấu à. Ngộ không ra. Ngộ không ra ngộ không.
sao nó quay cái con nó cũng mở miệng nha, cái cháu thấy bà ngầu không? Cháu không thấy bà ngầu. Ok, cháu không thấy bà ngầu, cháu nhắc mà. Cháu không thấy bà ngầu, cháu kia thấy bà tệ. Ok. Không. Cháu chỉ thấy cháu không thấy bà ngầu. Ok. Nhắc lại lần nữa, cháu không thấy bà ngầu. Ok. Đây. Các bạn biết sao mình góp ý không? Thứ nhất á, là nó quay cái tót cũng khá là tệ. Nó quay nó ghép mình không có chuẩn. Mà nó cứ quay hoài thì thấy nó. Đây. Sao cái clip mà mình thấy nó bắt đầu nó bê đê rồi đó mọi người. Bê đê rồi đó. Đó lúc đó là mình thấy là nó bê bê rồi đó. Ok. Ok rồi, mình thấy cái clip này của nó là mình sẽ delete nó luôn. Delete mày nè. Mình delete luôn. Các bạn hãy qua kênh cái cốt của nó và delete SML nó. Và delete SML nó cho mình. Sau đó mình sẽ đăng ký channel của bạn. Không, mình chỉ nói đùa thôi. Tại vì giờ nó cũng là bạn của mình thì mọi người cũng đừng có delete nó nhiều quá cho nên nếu mọi người delete thì mọi người delete ít thôi chứ đừng delete nhiều quá rồi bất công tội nghiệp đó, không sao. Dạ, đừng nghĩ cho thêm 5.000 nữa rồi. Vậy là mày không thấy được con trai rồi sao? Câu hỏi. Nghe cũng khá là hay. À, hay muốn chơi game mà, cháu quá rồi. Ủa, Bảo, nếu mà ông, ủa cái này là ông hát cơ Bảo, cái này ông hát à? Ê, mời mấy ông qua clip của cô ông chỉ cô cách hát trò này, cô không biết cách hát. Ừ, ok. Thôi nó tệ quá. Địt like nữa mà. Đó, địt like xong mà lên đó. Ok, và mình xin kết thúc video này cả đây. Ok, mình xin kết thúc video này cả đây. Nếu mình nào hết video của mình, nó like và subscribe cho kênh rồi mình nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Goodbye.